Madam Bo bất ngờ tuyên bố quay lưng với bóng đá Lào. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, U19 Lào đã trở về nhà sau trận chung kết thua 0-2 trước Malaysia. Tuy hành trình lịch sử không thật trọn vẹn nhưng với việc trở thành Á quân, bóng đá Lào cũng đã gặt hái thành tích cao nhất ở mọi cấp độ từ trước tới nay. Vì thế, sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá xứ Triệu Voi là rất lớn khi hàng ngàn người đã đổ ra đường chia vui với các cầu thủ. Tiếc rằng, vấn đề lại xuất hiện từ đây, khiến Madam Bo, người đã tài trợ rất nhiều tiền cho bóng đá Lào và người hâm mộ mất lòng nhau. Theo ghi nhận của tờ Thái Giác, khi người hâm mộ tràn ra trung tâm thủ đô Viêng Chăn để chào đón đội, xe bus chở đội lại đi nhanh hơn, không đáp lại nhiệt tình sự ủng hộ từ người dân, mặc cho rất nhiều người cố gắng chạy theo hò hét nhưng vô vọng. Chứng kiến hình ảnh đó, vị nữ doanh nhân này cảm thấy không hài lòng. Cô đăng video ghi lại cảnh xe bus chở các cầu thủ chạy qua với tốc độ cao cùng dòng chú thích, lái nhanh quá, chắc sợ đợi lâu đây mà.